ở đây có cà phê ngon đúng không? Lứa có bàn 3 người không? Được. Chung nhưng mà cũng phải có khoảng cách chứ hả? Liền luôn này à? Mỹ Hoàng quay mặt ra đây một cái nào. Đứng như chào cờ ấy. Được chưa? Vào chưa? Hả? Bảo anh Hoàng đặt trước, anh cũng chỉ đặt thôi. Kêu là sáng hôm nay bảo đặt trước đi. Bây giờ mà dơ lên tốt. Mỗi năm em ăn một lần, mỗi lần ăn thì nhìn em lớn một ít. Đây là món đọc tên quên mất cái tên của nó rồi. Tôm thẻ xuất hoàng hoàng kim với cả món gì nữa, món nào đây, tên là gì nhỉ? Khoai môn à? Hôm nay có gọi cái món sườn gì cắt không? Mà em cắt mà cái món sườn gì mà cốt lết hay là cái gì mà cắt đấy, em nhớ ở sân bay ấy. Ở sao em không gọi cái món sườn kiều? Có định gọi em bay mà sao thôi, không phải có gì không to đâu, có một miếng sườn thôi. Thì gọi em thích thì em gọi đi, không sao đâu. Em cứ gọi em ăn. Em ạ. À, em thích em gọi thêm. Ăn đi Minh Hoàng, ăn đi kìa. Ăn bánh đi. Cái mồm em ăn ngon. Vậy ăn cái ướt ướt đi. Anh Hoàng ăn cái đấy đi, ngon đấy. Trứng muối với phô mai cũng ngon, nói chung là cũng thơm.
cái bánh này em đừng lấy đũa em ăn một cuối lắm, em lấy tay mốc à. Tôm nó tươi. Chỉ 480 một ký. Tôm nó rất tươi nhá. Đây là nốt à? Cái này phải cho mật. Cái này là mật hay đối với nốt? Đó là mật với cả xì dầu. Nó ngon lắm. Cái này nó như đường thốt nốt. Kiểu khoai môn nó là cái gì đâu. Ăn để nhớ vị xưa. Ở bên trong nó cũng có tôm. À thế à. À. Đây là sò điệp. Không phải là khoai môn đâu. Ngon lắm. Tôm vừa tươi, vừa giòn, vừa ngon. Tôm chiên hoàng kim, phô mai chưng muối. Ấn sâu vào cho nó chặt, không là nó rơi giữa đường á. Chấm nước sốt đi. Chấm nó nhạt lắm rồi. Cái tôm như ngày trước ấy, nó chiên khô khô ăn cũng ngon. Ăn nó bên ngoài nó có một cái lớp bột. Món này là món sò điệp. Nhìn nó sẽ đưa sang đầu bên kia. Bi này à? Hả? Ấy cơm thôi con. Em sẽ ăn. Vâng. Con này ăn ngon không? Đấy quá nhỉ, tương nát. Tay đi.
ăn kiểu gì? Con này ăn kiểu gì? Mình dùng đĩa, đĩa mà thấy nát quá. Ở trên nó cho cái gì đấy? Quanh tôm hùm baby. Thơm mà ngon.